Báo Vietnamnet trích nguồn từ trang Tomfly cho biết rằng iPhone 15 Pro đang được đánh giá sẽ có nhiều điểm mạnh hơn so với phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn, với những tính năng đáng chú ý như thiết kế khung Titan, màn hình ProMotion 120Hz với viền siêu mỏng và chip A17 Bionic sản xuất theo tiến trình 3 nanomet. Tuy nhiên, điểm độc đáo và được kỳ vọng nhất giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chính là tính năng camera tiềm vọng. Theo nhà phân tích Min-chi Kuo, mẫu iPhone cao cấp nhất của năm 2023, có thể là iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 15 Ultra, sẽ được trang bị ống kính tiềm vọng, trong khi iPhone 15 Pro sẽ tiếp tục sử dụng ống kính tele thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tiềm vọng. Ống kính tiềm vọng này cho phép zoom quang học với hệ số phóng đại 6x, đi kèm với cảm biến 1.2MP kích thước 1/3 inch, khẩu độ f/2.8 và tích hợp chống rung sensorship. Đây là một sự cải tiến đáng kể trong lĩnh vực chụp ảnh của iPhone, đặc biệt trong việc zoom gần. Tin tức này đã rò rỉ từ tháng 1 năm 2023 và được ông Kuo xác nhận thêm rằng Lagen Precision Co. là nhà cung cấp ống kính tiềm vọng cho iPhone 15 Pro Max với giá $4. Điều này đã tạo ra sự chênh lệch đáng kể so với iPhone 15 Pro khi chỉ có khả năng zoom quang học 3x. iPhone 15 Pro Max hứa hẹn sẽ đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực chụp ảnh. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple có tên là Wanderlust dự kiến diễn ra vào 10 giờ ngày 12 tháng 9 theo giờ Thái Bình Dương, tức 0 giờ ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Mẫu iPhone mới sẽ là tâm điểm của sự kiện này và được mong đợi sẽ gây sốt trong thị trường điện thoại di động.